Hello, xin chào mọi người, mình là Han đây. Thì chủ đề video của ngày hôm nay là tiêu điểm phân tích nhân vật. Thì chúng ta sẽ có là Caloria, một trong những nhân vật mà rất là hot ở thời điểm hiện tại, khi mà đi form đội hình combo ngành khống chế, hoặc là kể cả đi boss hoặc là đi PvP. Thì con Caloria này rất là mạnh, thì đáng lý ra là phiên bản trước là nó đã hot rồi, mà cho tới phiên bản này thì khi mà nó được sử dụng ở trong boss thế giới và ngồi ra được sử dụng rất là nhiều trong AFK, thì được mọi người trọng dụng và quay rất là nhiều. Thì trong phiên bản trước á, thì rất ít người nói về con này, thì nhưng mà trong phiên bản này thì con này thì mình sẽ làm vào tiêu điểm tướng của ngày hôm nay. Đầu tiên là về con Caloria này, về ultimate là ngay sau khi là xông lên chớp nhón, thì ngay sau khi xông lên chớp nhón, Caloria chọn một mục tiêu địch để gây sát thương bằng 240% tấn công cộng với lại 20% sát thương của đòn tối thượng khi mà có bù phép nha. Này là sát thương của đòn tối thượng, sau này mình sẽ nói về cái này sau. Thì sát thương cho mục tiêu khiến chúng là bất động, có nghĩa là đứng im. Thì bất động này được giải thích có nghĩa là di chuyển nè, cấm hành động nè, hoặc là đứng im hay thứ gì đó, thì mình sẽ giải thích một trong những trạng thái bất thường các đơn vị bất động sẽ không thể di chuyển hoặc là hành động là trong vòng 6 giây. Cô tạo ra trong vòng 6 giây là rất nhiều nha. Sau đó cô tạo ra từ trường bắc cực làm tê cống, gọi là cái này để dịch cái này là tạo ra mấy cái vùng tuyết, cái này là vùng đóng băng thì sẽ hay hơn. Tê cống mục tiêu và kẻ địch xung quanh trong phạm vi 2 ô và 2 giây trên một lần. Caloria ưu tiên chọn mục tiêu có nhiều kẻ địch nhất trong phạm vi 2 ô xung quanh mỗi lượt, cộng dùng tê cống sẽ gây suy giảm 15% chỉ số cấp tốc của kẻ địch trong vòng 6 giây và tối đa trong 3 lượt cộng dồn. Ngoài ra khi mà tăng lên kỹ năng cấp 3 thì thời gian bất động sẽ tăng từ 6 đến 8 giây. Về kỹ năng ultimate của con này là nói ngắn gọn là con này nó sẽ tạo ra một cái vùng băng. Thì trong cái vùng băng nó sẽ khống chế kẻ địch trong vòng 8 giây khi mà nâng lên cấp 3, và ngoài ra nữa những kẻ địch đứng trong cái phạm vi băng nó sẽ bị tê cống, giảm hiệu quả cấp tốc. Và con Caloria này mọi người đã chơi trong vinh dự hoặc là khi mà chơi thì mọi người đã thấy cái kỹ năng của nó rồi ha. Và ngoài ra nó còn có một cái lỗi đặc biệt ở trong đấu trường nữa, đâu trong vinh dự nữa. Rồi ok, đến skill số 2 là tân binh băng giá. Là Caloria này sẽ gây 115% sát thương tấn công cho mục tiêu cùng kẻ địch lân cận và tạo ra hiệu ứng tê cống, rồi hỗ trợ cho ultimate ha. Skill thứ hai, đó là skill thứ ba là ma thuật cầu tiết. Thì con Caloria này sẽ tạo ra 4 quả cầu tiết quanh mình và tự động bắn trúng quả cầu tuyết để tấn công kẻ địch 3 lần trên giây, gây 130% tấn công sát thương cho mục tiêu đang bị chịu hiệu ứng khống chế cầu tuyết tấn công mỗi kẻ địch 2,5 giây trên lần, và được Caloria tạo ra nhiều hơn mỗi khi dùng hết. Thì khi mà mọi người thấy con Caloria này sau khi mà nó ultimate á, thì nó sẽ tạo ra những cái quả cầu tuyết xung quanh, bay xung quanh người nó, thì cái quả cầu tuyết bắn tới nhiên, và nó bắn liên tục luôn nha. Nếu như đội hình của mọi người có dùng năng lượng hoặc là con Caloria này nó có cấp tốc nhanh, thì mọi người nhìn cái hiệu quả cầu tuyết đó như là tạo ra xung quanh người và nó bay liên tục vậy. Rồi ok, về skill thứ tư là con Caloria này sẽ tăng thêm 14 chí mạng trong trận chiến và nhận thêm 18 chí mạng sau 5 lần thi triển ma thuật cầu tiết. Là cái skill ở skill thứ ba nha, này không phải là skill ultimate nha, là sau khi mà thi triển cái cầu tiết này thì con Caloria này sẽ tăng sát thương chí mạng, tăng chí mạng và tăng thêm sau khi mà sử dụng kỹ năng cầu tiết. Rồi ok, là đối với kỹ năng thứ năm là sau khi mở khóa vũ khí độc quyền, là mỗi lần thi triển ma thuật cầu tiết thì sát thương từ cầu tiết của Caloria sẽ vĩnh viễn tăng thêm 10%, tối đa là 7 lần từ thi triển 7 lần, và từ lần thi triển thứ 3 Caloria sẽ gây sát thương diện rộng cho cái ô lân cận bằng quả cầu tiết và giảm 15% đếp phép của kẻ địch trong vòng 6 giây. Thì cái skill này là áp dụng ở trong đi con boss thế giới khi mà con Caloria này nó giảm đếp phép của kẻ địch, và ngồi ra nó sẽ giúp cho clear quái rất là nhanh khi mà nó lan cái hiệu ứng của nổ cầu tuyết ra. Rồi khi mà mọi người nâng lên cấp 3, cấp 4 thì chủ yếu là tăng lên giảm đếp phép thôi. Ở skill cấp 2 là vũ khí độc quyền ở cấp 2 thì sử dụng cầu tiết tấn công cùng một cái địch đang bị hiệu ứng khống chế thì chúng phải đòn đánh thường của Caloria. Rồi ok, đấy thì cho nên là con Caloria này là một con pháp sư đam AOE rất là mạnh, ngồi ra còn có hiệu ứng đánh tay. Thì hiệu ứng đánh tay của nó là mình giải thích là cái đòn đánh cầu tuyết đó nha, chứ không phải là tay thường nha. Thì hiệu ứng đánh cầu tuyết của nó rất là mạnh, ngồi ra còn lan hiệu ứng sát thương chí mạng, giảm đếp phép của kẻ địch. Cho nên là con này mấy bạn nào đang chơi siêu mới thì các bạn dùng để đi boss nó sẽ rất là ngon, đặc biệt là con boss thế giới. Ngồi ra khi mà đi AFK thì mọi người dùng combo con này với lại con Adin hoặc là đội hình tiên tập pháp sư thì nó sẽ rất là hiệu quả, khi mà con Aaron nó sẽ gom lại ngồi ra Adin chối chân Lumet, nó còn gia tăng thêm thời gian hiệu ứng khống chế, thì khi mà mọi người đi chung với lại con Caloria này rất là ngon.
Rồi, ok, về skill cuối cùng khi mà mọi người lên thăng thiên cộng thì Caloriga tạo ra tê cống khi gây sức thương bằng ma thuật cầu tuyết là chủ yếu hỗ trợ cho cầu tuyết ha. Thì gần như là khi mà lên S cộng là hỗ trợ toàn bộ về hiệu ứng tê cống và cái cầu tuyết của con Caloriga này. Cho nên là animation của con này và cái dạng như cái đòn đánh á, chủ yếu đến từ cái cầu tuyết, cái đòn xoay quanh người khi mà mọi người đi PK. Rồi, ok. Và một điều đặc biệt nữa, khi mà con Caloriga này mọi người có cái bộ bù phép của Caloriga thì nó sẽ gia tăng sát thương nha. Nó sẽ gia tăng sát thương của mục tiêu phải nhận thêm 16% trong vòng 6 giây khi chúng hiệu ứng khống chế và không thể cộng dồn. Khi đạt ở bậc huyền thoại thì nó sẽ gia tăng sát thương phải nhận của mục tiêu trong vòng 6 giây và tăng 20% tấn công của Caloriga trong vòng 6 giây tiếp theo và khi kẻ địch đang có hiệu ứng khống chế. Rồi, ok. Đó, nói chung là về con Caloriga này trong mùa giải trước á thì ít sử dụng tại vì nó chưa có nổi hoặc là do mọi người chưa hiểu về con Caloriga này nhiều. Nhưng mà khi mà qua ở mùa giải này, mọi người trong mùa giải, một cái mùa giải làn sóng mua đồ, mọi người có nhiều thời gian tìm hiểu hơn, nhiều thời gian khai thác hơn thì mọi người có một cái góc nhìn tốt về con Caloriga khi mà đi với phong rừng. Ngày xưa thì mọi người nghĩ là đi với phong 5 con rừng thôi, nhưng mà khi mà nhét Caloriga vô cái phong rừng thì đi nó sẽ rất là hiệu quả. Rồi, ok. Bây giờ hôm nay là mình đi vào cái thử thách ô tài năng ha. Thì khi mà ô tài năng thì đi mà bên phơm này thì chúng ta kích hiệu ứng bùa nó sẽ là hiệu quả rất là nhiều. Thì đội hình chúng ta sẽ có Lumos nè, đội hình công của ngành thôi, Aiden thì mọi người nhìn rất là quen, con Aiden. Rồi, thêm một con nữa là ở đây là chúng ta có thể sử dụng con Flodabe hoặc là con một con nào cũng được. Đây, ok, thì cái phơm nó sẽ như thế này. Full hiệu ứng khống chế, không chúng ta không cần hồi máu ha. Thì di vật ở đây thường ở tầm ở đây khi là mọi người sẽ dùng cái chú thuật hải chiều hoặc là mọi người sẽ dùng cái chú thuật sao băng, tùy theo thôi. Nếu như mà quái nó yếu hoặc là mọi người dùng cảm giác mọi người dùng đâm nhanh thì mọi người dùng cái chú thuật sao băng này nó sẽ ok rất là nhiều. Rồi, ok, mình chiến đấu thôi. Rồi, vậy đây là một cái combo gom này ha, thì con Iron này nó sẽ gom lại đấy, thì Lumos nó sẽ gia tăng hiệu ứng nè đó. Rồi hàng sau rồi Aiden chói lại rồi con Flodabe này nó sẽ ngồi câu giờ ra, chịu hồi cũng để ra để câu giờ trong trường hợp quái nó mạnh và nó không có thời gian để mà xong khống chế. Thì nhưng mà đi cái này để nhanh nhất á, thường mà đi nhanh nhất á thì mình bỏ con Flodabe này luôn, chỉ chủ yếu là kích ba rừng thôi để đứng ô trong đây thôi. Ngồi ra thì ở đây mình dùng con Rowan thôi, con Rowan để nhồi năng lượng nhanh hơn, tại vì đi cái này nó sẽ spam rất là nhanh mọi người. Rồi, ok, tại vì mọi người dùng cái ô tài năng phi phái á, cho nên là mọi người đi nó sẽ nhanh hơn, cho nên là mình dùng Rowan nó sẽ nhồi năng lượng nó sẽ nhanh hơn nha. Rồi, ok. Rồi đấy thì mình dùng cái combo này thôi, bơm năng lượng lên, mình bơm năng lượng nhanh lên cho con Caloriga rồi nhiều con khác nữa để mình đi mình dồn hiệu ứng nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Đấy, con Caloriga này gần như là đam khi mà đi AFK đến từ sát thương của Caloriga là chính, còn hiệu ứng khống chế là đến từ tìm rừng. Đấy, còn các bạn đi các bạn sẽ linh động nha. Mình không phải là một đội hình cụ thể, các bạn phải linh động giữa cái việc mà các bạn dùng con Caloriga này rồi Eren nè để làm sao cho nó hiệu quả nhất trong đội hình. Rồi, ok, đấy thì đa số bên Silver Việt Nam thì tầm này mọi người sẽ dùng cái gọi là cái chú thuật sóng thần. Còn cái sao băng này là khi mà đi mọi người mạnh mà hoặc là mọi người không chênh lệch cấp AK quá nhiều so với quái thì cho nên là mọi người dùng cái đồ hình này. Rồi, ok, đi rất là dễ đó, mọi người thấy khi mà đi combo ngành nó sẽ như vậy, đặc biệt là khi mà có bù phép. Rồi, khi mà đi bên combo bình thường mọi người không có bù phép ha, thì mọi người sẽ xài bình thường thôi, cũng xếp đồ hình đi chăng như vậy, nhưng mà chúng ta sẽ khéo về mặt đồ hình hơn. Tại vì khi mà đi bên đây á, nó không có bù phép thì cái lượng sát thương mọi người dồn sẽ nhanh hơn. Thì mọi người chủ yếu nha là nhìn vào cái mặt năng lượng á, tại vì đa số là mọi người sẽ bị hụt năng lượng, cho nên là khi mà đi mọi người lưu ý về cái khoản này nha, để tránh mọi người bị hụt đa. Rồi, ok. Đấy, rồi bắt đầu thôi, cái này mình dùng thử di vật sóng thần ha. Đấy, sóng thần này mình chưa nâng lên 20 cho nên là nó sẽ chậm hơn cái sao băng rất là nhiều, nên kích nó sẽ bị lâu á. Rồi, ok, đây nè. Nhưng mà dùng đam thì mình nghĩ đi cái phơm này là một trong những cái phơm mình thấy rất là ok. Đấy, cái cầu tuyết nè. Đó, mọi người thấy cái cầu tuyết xung quanh người của con Caloriga không? Là khi mà mọi người nâng càng cao lên thì cái cầu tuyết này nó bung liên tục nha, nó bắn liên tục luôn. Mọi người nâng càng cao lên thì mọi người thấy animation á là gần như cái đòn đánh thường của con này á, chủ yếu đến từ cái cầu tuyết luôn, mọi người không thấy đánh thường luôn. Em cứ nhồi năng lượng liên tục và mọi người boost cấp tốc cho nó thì con này nó giảm đép phép liên tục, một trong những con mà cực kỳ khó chịu khi mà mọi người đi BBB nè, kể cả BBB nè hoặc là BVE luôn nha. Rồi, ok, đấy là con Caloriga này rất là tuyệt. Bây giờ mình cũng đang ngồi quay con này mà tại vì khi mà xây dựng tài nguyên á thì mình hướng về cái đội hình của bên Mang Huyết nhiều quá cho nên là mình sử dụng Mang Huyết mình đi vẫn được. Thì khi mà ra Caloriga này mình bị chậm hơn so với mọi người, nhưng mà đối với mấy anh em ở server sau thì mấy anh em định hình cái đội hình firm để đi AFK nhanh từ mùa 1 cho tới lúc mà khi qua mùa 2 á thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Rồi, ok, đây thì mình dùng chú thuật sao băng sẽ dùng đam cho nó nhanh ha. Rồi,
Đấy, gom lại thường mà khi mà đi quái mạnh hơn đó, thì mọi người sẽ dùng con Flow Derby. Em dùng con Flow Derby để trong trường hợp là con Flow Derby nó có dụng khống chế này, còn ra nó spawn để gom quái về phía sau nữa. Rồi ok. Hay lại thêm mọi người nữa hỏi mình là vì sao là quái tự nhiên đang đánh á, là nó gom lại một cục xong rồi nó tự nhiên tụi nó đẩy lùi về phía sau, đó là skill của con Umet này, con Lumet á, thì nó sẽ đẩy quái về phía sau. Nhưng khi mọi người khi mà bể cái lớp khiên hoặc là con Lumet này vào trạng thái ký tử á, bữa mình có giải thích skill rồi, cho nên là mọi người thấy ủa tại sao nó tự nhiên đang quấn nó quái nó bị đẩy lùi về sau nha. Do đầu tiên là Lumet với lại con Iron nó gom lại nên đẩy lùi về sau thôi. Ngoài ra thì xét thương hiệu ứng khống chế tê cống trồng hai hiệu ứng tê cống đến từ tê liệt, chứ một cái là tê cống của con Calodia và tê liệt của con Iron này rất là khó chịu. Rồi ok, đó là một cái combo khi mà gọi là combo ngành luôn á, khi mà mọi người đi cái farm con Calodia này với lại team rừng thì nó sẽ rất là ngon ha. Rồi đấy, thường mà đi AFK tầm này thì chiêu đồ hình này là một trong những đồ hình top nha, top dành cho phân khúc gọi là biết chuẩn bị đồ hình trước để đi spam AFK rất là tốt. Còn ngồi ra đi BK thì đồ hình này thì điểm yếu nha, điểm yếu đồ hình này khi mà đi BK vấn đề năng lượng thôi. Đó, gặp Lilian May thì rất là khó chơi, nhưng mà Lilian May nó sẽ đá vô ngay rình thôi. Thường đồ hình này mình thấy đi AFK ít đây chơi, tại vì đi AFK thì vì đồ hình này nó mỏng, khi mà có con Simbad hay gặp con Simbad hoặc là những con siết thủ á, thì không có thu rình để ôm đam, cho nên nó sẽ chết rất là nhanh. Rồi ok, rồi đó là toàn bộ về kỹ năng của Calodia. Ngồi ra nếu như mấy anh em muốn xây dựng đồ hình Calodia đi bên Mông Linh thì mình nghĩ nó vẫn là một form y chang như vậy thôi. Thì đây là đấu trường tối cao ha. Thì cái đồ hình thủ trong đây thì mọi người khi mà đi bên Bông Linh á thì mọi người sẽ lưu ý những gì. Thì bên Bông Linh á là thường á mọi người sẽ ưu tiên nha, thì hôm nay là có bản đồ đặc biệt, thì con Calodia này sẽ ưu tiên xài Ultimate nha, hoặc là mọi người sẽ đi chung với lại là con Rowan để nhồi năng lượng. Còn khi mà mọi người đi bản đồ đặc biệt thì mọi người cố gắng cho con Calodia này xài kỹ năng tốt nhất có thể đấy, để cho nó tạo hiệu ứng tê cống ngay từ giai đoạn đầu game. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video và chúc mọi người một ngày mới tốt lành. Tại vì con Calodia này nó rất là dễ chơi và dễ sử dụng, bộ kỹ năng của nó rất là đặc biệt, mọi người tập vô một cái là dễ hiểu liền. Cho nên là mình phân tích ngắn gọn để mọi người có một cái góc nhìn tốt nhất về con Calodia này, chứ không phải là cứ xem video cứ mặc định là người ta làm nội dung như thế này, bắt chơi như thế này như thế kia thì mọi người phải làm theo. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video và chúc mọi người một ngày mới tốt lành. Chào mọi người.